Thưa quý vị, giá vàng hôm nay biến động khó lường trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác. Giới đầu cơ tranh thủ lướt sóng vàng. Đầu ngày 1 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.826 USD một ounce, giảm 8 USD một ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.834 USD một ounce. Trước đó tại Việt Nam, giá vàng SJC trong ngày thần tài mùng 10 tháng Giêng tức mùng 10 tháng 2 lúc vọt lên 62,7 triệu đồng. Ở mức giá này, người nắm giữ vàng miếng đã ồ ạt bán ra, buộc giá vàng SJC giảm sốc 500.000 đồng một lượng. Chốt cuối ngày tại 62,2 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới 12 triệu đồng một lượng. Đêm qua, Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát cao hơn dự báo khiến thị trường tài chính Mỹ phản ứng hết sức mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2022 của Mỹ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo là 7,2%. Lập tức, giới đầu tư mạnh tay bán đồng bạc xanh khiến USD tiếp nối đà giảm giá so với nhiều đồng tiền khác. Đồng thời, trên thị trường chứng khoán Mỹ, họ cũng bán tháo cổ phiếu làm cho các chỉ số trên phố Wall giảm điểm rất mạnh. Theo đó, chỉ số Dow Jones mất 526 điểm, S&P 500 giảm 83 điểm và Nasdaq bốc hơi 304 điểm. Trước sự suy yếu của USD và giá cổ phiếu tại Mỹ, nhiều người đã dịch chuyển một phần vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay có thời điểm tăng 17 USD một ounce, tức là từ 1.825 USD một ounce vọt lên 1.842 USD một ounce lúc 0 giờ ngày 11 tháng 2. Mặt khác, do Liên minh châu EU dự báo lạm phát của khu vực, sử dụng đồng tiền chung euro sẽ tăng mạnh trong năm 2022, cộng với CPI của Mỹ tăng nóng trên thị trường ngày càng tin rằng tháng 3 năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất cơ bản. Khi đó, USD sẽ tăng giá trở lại, có thể bất lợi cho giá vàng hôm nay, có lẽ những suy đoán về lãi suất cơ bản và sức mạnh của USD đã thúc đẩy không ít nhà đầu tư dồn vào trái phiếu Mỹ giúp lãi suất trái phiếu từ 1,92% vọt lên 1,99% một năm. Điều này đồng nghĩa dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị chi phối, giá vàng hôm nay đối mặt với nguy cơ đi xuống. Với diễn biến này, những người chuyên lướt sóng vàng liền tranh thủ bán thu về lợi nhuận. Ngay sau đó, giá vàng hôm nay giảm mạnh 16 USD một ounce từ 1.842 USD một ounce rơi xuống 1.826 USD một ounce rồi giao dịch xoay quanh mức giá này đến 6 giờ ngày 11 tháng 2.